Nhằm tạo nguồn tài chính đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, chiều ngày 29 tháng 6, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ phát động Ngày gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Trong ngày gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận số tiền 26 tỷ đồng của 751 cơ quan, đơn vị, các tổ chức cá nhân và các doanh nghiệp gửi tiết kiệm. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách sẽ góp phần giúp cho trên 70.000 hộ gia đình thoát nghèo, thu hút, tạo việc làm cho trên 200.000 lao động, giúp hàng nghìn em học sinh, sinh viên được vay vốn học tập, xây dựng cải tạo gần 300.000 công trình nước sạch, hỗ trợ xây dựng gần 1.700 ngôi nhà cho các hộ nghèo.